Hello anh em, thì clip này mình sẽ làm về nhận thưởng đồng CEPAN, đổi CEPAN về USD và từ USD về tài khoản ngân hàng của các bạn nha. Ok, thì bây giờ mình đang claim những đồng CEPAN từ các phần thưởng máy bay mình đã đua. Trung bình là khoảng 2 ngày mình sẽ rút CEPAN một lần và một lần mình sẽ rút khoảng tầm 250 CEPAN. Nếu anh em rút từ 100 đến 250 CEPA một lần, phí sẽ là 5 CEPA nha. Còn từ 250 trở lên, phí sẽ là 2%. Bây giờ mình đang rút 250. Ở đây anh em có thể thấy là mình đang có 266 CEPA. Rút 250 đi thì sẽ còn 11 CEPA. Giờ mình sẽ check giá CEPA hiện tại đang nhiêu, 2.9. Rồi giờ mình sẽ lên PancakeSwap để đổi từ CEPA ra USD. Anh em sẽ chọn CEPAN ở trên, ở dưới sẽ chọn USD. Nhập 250 thì khoảng tầm 720 đô. Ok, để ra máy tính tính thử. 723 chia 250, giá 2.9 rồi. Ok, mình sẽ ấn swap. Chưa được, để phải chỉnh lại cái chế độ slip của nó, tăng cái slip lên. Rồi, được rồi. Ok, đã gửi giao dịch. Swap thành công, check ví 710 đô. Vậy là mình đổi được 250 CEPA ra được 710 đô rồi. Giờ mình đổi nốt những cái đồng RACA còn lại ra. Đồng RACA mình mua từ trước rồi nên mình đổi ra đô luôn. Ok, được 1669 đô. Giờ sẽ lên sàn để lấy địa chỉ ví. Sẽ chuyển qua mạng BEP20 nha anh em. Rồi, nhập vào 1669 đô. Gửi về sàn Binance. Ok, lệnh đã hoàn tất rồi. Để xem lại ví nào. Hết đô rồi. Trong ví không còn đô nữa. Mình sẽ check tiền ở trên sàn đã về chưa. Chưa về, đợi một chút. Ok, đây rồi, đã về 1669 đô ở trên sàn. Giờ mình sẽ chuyển tiền về ngân hàng. Đầu tiên sẽ phải chuyển từ ví giao ngay về funding. Chọn đồng USDT. Mình ở đây mình sẽ rút khoảng tầm hơn 1000 thôi. Để lại 600 đô ở trên sàn, có gì còn đi chợ anh em ạ. Giờ mình sẽ tìm người mua USDT của mình. Đây là có bạn Minh Diệu. Sẽ bán cho bạn Minh Diệu này 1069 đô, 25.659.000. Giờ mình sẽ vô tài khoản ngân hàng check xem 77 triệu tiền chưa về rồi. Mình sẽ đợi người ta chuyển tiền cho mình rồi mình mới ấn nút đã nhận nha. Khi mà anh em bán USDT thì anh em phải check tài khoản xem đã có tiền chưa, anh em mới ấn xác nhận nha. Chứ anh đó, ví dụ như đã nhận, đã hiện rồi, anh phải check liền này. Ok, đã có tiền vào, check lại một lần nữa. Đủ 25.659.000, ấn xác nhận cho người ta. Tôi đã nhận tiền, xác nhận, gửi mã. Tinh tinh. Vậy là tiền đã vào tài khoản ngân hàng rồi anh em. Chỉ còn bước cuối cùng thôi, đó là bước thông báo cho vợ biết tiền đã về. Cơ hội thì luôn đi kèm với rủi ro cao, nên đây không phải lời khuyên đầu tư nha anh em. Ok, nếu hay anh em nhớ like và subscribe cho mình. Cảm ơn anh em.